Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy cô, cùng kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì như hồi sáng chúng tôi đã hứa với tất cả các vị, buổi sáng chúng tôi sẽ giảng cái đề tài Vu Lan Tình Mẹ. Và buổi chiều chúng tôi sẽ dành cho các vị cái đề tài Vu Lan Tình Cha, để cho nó trọn vẹn đó mà. Thì như các vị đã biết, đối với tình mẹ là đề tài muôn thuở rồi. Bây giờ có nói hoài đi chăng nữa thì cũng không có bút mực nào tả hết, và cũng không nói hết được những thơ văn ca kịch mà ca ngợi đề cao về tinh thần và tấm lòng của người mẹ. Người ta nói là dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, ngàn đời tình mẹ vẫn thiêng liêng. Cho nên bây giờ có nói bao nhiêu chăng đi nữa thì tôi nghĩ cũng không hết. Nhưng có một cái điều mà tình cha thì dường như ít có dịp, và nhất là lễ bông hồng cài áo, chúng ta cũng ít khi nhắc đến người cha nữa. Mà chúng ta biết rằng giữa công cha và nghĩa mẹ thì thật sự sự sánh ví chưa có cái gì nói là ai hơn ai cả. Nhưng theo chúng tôi thiết nghĩ, sở dĩ tất cả các thơ văn ca kịch đều đề cao đến tình mẹ là nó có hai lý do chính mà chúng tôi suy nghĩ, và dường như là tôi tâm đắc với những điều suy nghĩ của mình. Không biết các vị có đồng với những suy nghĩ của tôi sắp nói hay không, nhưng mà tôi tâm đắc với chính tôi vậy thôi. Hai việc mà sở dĩ ca dao, thơ, ca, kịch, vân vân đều hướng về mẹ nhiều hơn là người cha. Vì thứ nhất là sự gian khó và thiệt thòi của người phụ nữ quá nhiều. Qua quá trình lịch sử thì chúng ta cũng biết rồi, giờ hôm nay thì tương đối đỡ hơn một chút, nhưng mà về mặt cơ thể vật lý và nguyên tắc thì dầu muốn dầu không, người phụ nữ cũng phải thiệt thòi hơn người đàn ông là điều chắc chắn, không thể trách. Như sáng tôi nói dụ có đôi một mình gì đó, phải không? Và thứ hai nữa, cái người phụ nữ là người mẹ đó, nó có cái mà người ta dễ xúc cảm, tức là những cái dịu hiền, đẹp đẽ, kiên nhẫn, thùy mị, sự chịu khó. Tất cả những cái đó nó dệt nên một bản tình ca mà con người dường như ai nghĩ tới, ai cảm nhận tới, nó cũng trào ra thơ văn và ca kịch được. Người ta dễ cảm nhận hơn. Cho nên chúng tôi đọc nhiều tác phẩm thi ca, văn học, cũng như xem nhiều ca kịch, thì dường như là cái gì dành cho mẹ cũng cao quý, êm đềm, nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn cha cả. Mẹ nào là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, không? Rồi so sánh, rồi tình mẹ gì, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tất cả những gì sao nghe nó ấm mát, dịu dàng, mênh mông, êm đềm quá. Còn không ấy thì mẹ như chuối ba hương, nói muốn ăn liền. Nào là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lao. Toàn là những cái mà người ta muốn ăn, muốn giữ gìn không à. Nói đến cha là toàn là tôi nghe xương rồng núi đá. Nào nếu mà sánh ví thì cũng công cha. Cái công cha là sao? Như núi Thái Sơn, núi tôi leo nó tôi còn không leo nữa.
Rồi hôm ấy là một bài hát mà thấy là thường hát bây giờ, hát về tình cha. Làm sao? Tình cha ấm áp như mừng thái dương. Bất đắc dĩ mới nói thôi chứ gần thái dương nóng chết mồ tổ. Còn mẹ thì trở lại ngược lại, mẹ như như trăng đêm rằm, vân vân, toàn là những cái mát mẻ dịu dàng êm ái. Thành ra cái ngôn ngữ để sử dụng dành cho tình cha đó nó ít hơn cái vốn từ, và là ít gây xúc cảm hơn là cái cách người ta dùng từ và để dành xúc cảm cho người mẹ. Cho nên tôi có đọc một cái bài vừa qua, cái bài viết của một tác giả nào đó mà nói về cái vấn đề Vu Lan á, thì ông ở đâu ông có phân tích. Qua nghiên cứu của ông thì trong kho tàng văn học dân gian, cái ngôn ngữ để dành cho người mẹ chiếm tới 6-70%, còn cái ngôn ngữ để dành cho người cha và các thơ văn dường như chiếm từ 3-40% trở lại. Điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy quá rõ ràng trên vấn đề so sánh. Bởi vì cái trong cái người đàn ông nó có những cái ưu và cái mà đặc biệt của nó mà sau này chúng tôi sẽ phân tích. Sau này chúng tôi sẽ phân tích để các vị thấy rõ hơn. Nhưng mà về so sánh về công ơn sanh thành dưỡng dục á, thì chúng ta đừng có khuynh hướng rằng là mẹ là chúng ta thương nhiều hay là mẹ thương mình nhiều, mà cha đó thương mình ít, hay là cha không có tình cảm. Cái điều đó thì tôi thấy nó không có đúng. Không đúng chứ không có dường như gì nữa cả. Về sự so sánh á, thì người ta vẫn có những sự so sánh đồng nhất. Cha là hoa phấn giữa đời, thiên thu tình mẹ sáng ngời tâm con, vân vân. Những cái câu thơ dường như người ta đưa hai cái mệnh đề đối xứng ra thì không có cái nào hơn nào. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Như vậy thì người ta cái gì cũng bao la, cũng đại hải, chưa cái nào hơn cái nào. Cho nên trong kinh chúng ta thấy rằng, trong kinh Báo Hiếu cũng xác định rõ vấn đề này. Và chúng ta muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu để tạo nên một cái xúc cảm thâm tình giữa ta và cha, thì chúng ta phải trầm tư suy nghĩ và một cách sâu lắng sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được điều này. Trong cuộc sống xã hội, chúng ta thấy phần lớn cái khoảng cách giữa cha và các con nó lớn hơn cái khoảng cách giữa mẹ và các con. Thường là như vậy. Mặc dù tình cảm nó bằng nhau, nhưng mà nó có một vài đặc điểm nào đó, để rồi chúng ta thấy khoảng cách, và khoảng cách của con trai với cha đó nó lớn hơn cái khoảng cách của con gái với cha nữa. Và nó có nhiều yếu tố trong đó. Nếu chúng ta không khéo tu tập, quán chiếu, suy nghĩ kỹ để xét thấy được công cha nghĩa mẹ, thì đôi khi vô tình từ ngày chúng ta tạo nên khoảng cách lớn lao dần, và một ngày nào đó chúng ta trở thành một người con bất hiếu và trơ lì trước một sự hoạn nạn khổ đau của cha mình. Tại vì khi mình không còn thương nữa, khi mình có khoảng cách quá lớn với cha, thì chúng ta mặc nhiên với tất cả sự việc xảy ra với cha mình. May là chúng ta chưa làm độc, chưa làm những việc tai hại đến người cha. Còn cái sự trơ lì về tình cảm với cha thì có những người đã từng xảy ra như vậy. Nhưng mà đó là một sai lầm lớn của những người làm con, và đôi khi có những cái cố chấp của người làm cha. Thì cái đó sau này chúng ta sẽ phân tích để chúng ta tìm hiểu sâu sắc. Và tôi mong rằng chúng ta hóa giải được tất cả những điều đó trong mùa Vu Lan này, nếu chúng ta đã gặp hoàn cảnh đó. Còn nếu ai không có được gặp hoàn cảnh đó, cái khoảng cách mình không có tạo lớn, mình vẫn có một sự thâm tình tốt, thì điều đó chúng tôi xin chúc mừng tất cả các vị.
trong kinh Báo Hiếu á, có một cái đoạn mà để nói về cái sự sâu sắc của tình cha. Cái đoạn mà tới là điều thứ 9: miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Rồi sao nữa? Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Xin thưa với các vị, hơn 10 năm tôi đọc bản kinh Vu Lan Báo Hiếu cho đến muốn thuộc lòng, nhưng mà làm sao một cái con người của mình có thể cảm nhận được hết những lời Phật dạy thâm thúy ở trong đó. Sở dĩ con người chúng ta hiểu được sự thâm thúy từng phần trong kinh điển là do chúng ta gặp phải hoàn cảnh và đem lời Phật dạy ứng dụng, hoặc bằng tâm hiếu thảo chúng ta ra ứng xử, rồi chúng ta mới nhớ từng phần trong kinh Phật nói. Còn bình thường chúng ta đọc qua, đọc qua, đọc qua cho nó trọn một thời kinh, để xong, để có phước, để làm cái gì đó, rồi thôi, tất cả những kinh điển nó đều nằm trở lại một kho tàng của nó. Và trong tâm khảm của chúng ta chẳng mang máng được những lời Đức Phật dạy cái gì về bổn phận của mình đối với cha mẹ ở trong kinh điển cả. Bây giờ hôm nay tôi nói ra, các vị tối đến, các vị mà đọc Vu Lan Báo Hiếu tới đây, các vị sẽ cảm thấy những điều quán chiếu của các vị sẽ khởi lên trong tâm liền. Còn nếu mà tôi không đặt vấn đề thì các vị cũng đọc hàng trăm hàng ngàn lần cho đến cái đoạn này rồi, dường như các vị vẫn thấy bình thản. Nhưng mà thật sự bốn câu đó thôi, bốn câu thôi: điều thứ 9 miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Chúng ta ngẫm nghĩ cho kỹ đi, rồi chúng ta sẽ thấy bốn câu này nó trở thành một đề tài thiêng liêng về nghĩa tình giữa ta và đấng sanh thành. Và điều này quan trọng nhấn mạnh đến người cha. Vì sự hy sinh của người cha trong một gia đình luôn luôn lớn hơn một người mẹ. Nhưng mà tại vì người cha ít nói, ít la lối, ít biểu hiện thôi. Còn người mẹ thì hay quát tháo, than trách, lan vãng. Chúng ta nghe dường như nó nhiều, nhưng chưa chắc. Chưa chắc. Sở dĩ tôi nói được điều này là sự thật. Bây giờ các vị nào mà ở đây miền quê mà có ruộng đồng, mà lúc chúng ta đi câu dịch á, chúng ta có nhớ không? Thường thường trong một bầy lòng rồng, khi các vị nào câu dịch, con cá nào chết trước? Ai có kinh nghiệm thì biết, các cô chắc không có đi. Tôi không có câu nhưng mà tôi hỏi. Đừng nói tôi trốn chùa, tôi đi câu dịch tới thấy mồ. Phần lớn những người nào, các thầy nào nói đúng đó, những người đi câu dịch người ta nói lại, khi câu một bài lòng rồng có hai con cá, cá cha và cá mẹ, thì cá cha là con chết trước. Cá cha là con chết trước. Cho nên là các vị phải để ý những chỗ đó. Rồi bây giờ, trước khi tôi chứng minh cho câu kinh Đức Phật dạy, tôi sẽ kể cho các vị nghe một cái mẫu chuyện mà trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, đó là Ngọn Cỏ Gió Đùa. Ai có đọc tác phẩm này thì đều cảm nhận được một cái đoạn mà tôi đọc rất lâu, trên 10 năm nay. Có một sự thấm thiết vô cùng, mà lúc đó từ lần mình mới hiểu được người cha như thế nào. Thì câu chuyện đó tôi kể một đoạn thôi. Các vị biết Hồ Biểu Chánh là phần lớn viết tiểu thuyết nghiêng về cái sự nghèo khổ và bên vực cho một cái chế độ nông dân và những người nô lệ, và đả kích cái chế độ chủ nô và những người địa chủ ngày xưa. Phần lớn là những tác phẩm đi như vậy cả. Và trong đó có một cái chuyện mà tôi thấy rằng nó vô cùng xứng đáng với cái danh nghĩa của một người cha, mà tôi thấy đúng ra người cha nào gặp hoàn cảnh đó cũng vậy thôi. Đó là lương tâm của người làm cha mà. Thì chuyện kể như vậy:
hai vợ chồng sống trong một gia đình rất nghèo, sanh một đứa con ra đời, thì sự nghèo khó đó không đủ cơm gạo để nuôi cho hai vợ chồng, cho nên khi sinh con ra đó hoàn toàn kiệt sữa, tức là không có sữa cho con bú. Cho nên thường thường cái lượng sữa nuôi con rất ít, và phải pha thêm nước hoặc là nước cháo cho con dùng, chứ không cách nào mà có sữa để cung ứng đủ cho con cả. Thì một ngày kia cho đến là gia đình cũng không có gạo để nuôi cho hai vợ chồng nữa. Nhưng mà đứa con thì còn nhỏ quá, ẩm trên tay, nó cứ khóc hoài, nó đòi sữa, nhưng mà mẹ đâu có sữa cho con bú, mà cũng không có cháo để cho con ăn nữa. Nó đến độ mà như vậy đó, mà tìm một việc làm để kiếm được ra đồng tiền để về cho gia đình là tìm không có nơi nào để thuê mướn người làm cả, rơi vào một hoàn cảnh bi đát như vậy đó. Thì người cha mới cùng đường mới nghĩ đến một cách, và âm thầm ra đi mà không nói là để làm gì. Thì nói em ở nhà gán dỗ con nín đi, anh sẽ đi tìm một cái gì đó về cho em và con ăn. Thì người chồng mới ra đi, ra đi thả đi thiệt xa xa, và cố tình đi đến một nhà địa chủ nọ. Thì đi đến nhà một địa chủ nọ, thì trong nhà hôm đó có tiệc tùng đinh đình, nhưng mà bên ngoài rào rất kỹ. Đứng ngoài hàng rào nhìn vô, thấy người ta chén tạc chén thù, ăn uống no sai. Thì nhìn bên sau hè của một gia đình nọ, thấy đang nấu một cái nồi cháo heo ở phía sau. Người cha mới nghĩ cách, bây giờ chỉ còn một cái cách là đi vô để ăn cắp cái nồi cháo heo này thôi, chứ không còn cách gì khác. Cho nên mới leo rào đi vô, và nồi cháo heo đang sôi sùng sục vậy đó, nóng, ông mới tìm cách bưng cái nồi cháo heo chạy. Thì khi mới vừa bưng chạy được một chút thôi, thì gia nhân ở trong gia đình phát hiện được anh ta ăn cắp, cho nên mới hô lên rằng có ăn trộm, và gia nhân đuổi rượt theo anh ta. Thì với một thân ốm yếu đói khát nhiều ngày đâu có, mà bưng một nồi cháo heo chạy thì cũng không chạy nổi. Cho nên cuối cùng khi tới hàng rào, đưa chân lên thì định bưng qua, thì không còn đủ sức nữa, rớt nồi cháo heo đổ hết. Và anh ta chỉ còn một cách là thoát thân với mình không. Nỗi thất vọng lớn trong người cha, anh ta đi về, trở về nhà. Thì về đến bên cái nhà, vách nhà, không dám vô nữa. Thì nghe người vợ mình mới ru con, con thì khóc không nín, mà người vợ cứ ăn ủi hoài, con gắng nín đi con, một chút xíu nữa cha về sẽ có cái gì cho con ăn, sẽ có cháo cho con ăn mà, sẽ có sữa cho con bú mà. Cứ ru con và nói như vậy. Người mẹ đặt cả hết niềm tin và hy vọng vào người cha, tức là chồng mình, như vậy để ru con trấn tĩnh và tự lấy làm trấn tĩnh cho mình. Người cha khi nghe tới đó rồi không còn đủ can đảm để bước vào gặp vợ nữa, và âm thầm ra đi biền biệt, không quay về. Thì nó còn dài lắm, nhưng mà tôi kết ngay đoạn đó để chúng ta thấy rằng, khi mà nói đến thâm tình của một người cha, mà nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy cái tình cảm của người cha không thua gì người mẹ cả. Cho nên người ta mới nói là con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Nòng nọc nó sống được, nó bơi được là nhờ cái đuôi của nó. Mà nếu nó đứt đuôi rồi thì coi như là cái mạng của nó không còn. Cho nên thỉnh thoảng người ta cũng lấy người cha ra làm đề tài sánh ví. Mặc dầu tôi nói là ít, nhưng không có nghĩa là không có. Tại vì đó là một sự thật để nói lên sự quan hệ giữa cha con và các thành viên trong gia đình, thì không thể khác hơn được. Như vậy các vị thấy rằng ông làm điều đó, ông thấy ông có lỗi không? Đi ăn cắp của người ta là điều có lỗi chứ. Nhưng động cơ nào để thúc cho ông ta phải ăn cắp? Động cơ có phải vì thương con, thương vợ không? Đó là một động cơ chính mà thúc đẩy người đàn ông phải đủ can đảm để vào ăn cắp. Có những người sống rất hiền từ và lương thiện, nhưng mà con, vợ rơi vào trong những hoàn cảnh thê thảm, khó xử,
Mặc dù người này biết mình vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, nhưng rồi vì sự hạnh phúc của các con, người cha vẫn chấp nhận. Năm rồi khi tôi giảng điều này ở tại Sài Gòn, tôi có chia buồn với gia đình của Tăng Minh Phụng. Tại vì có mặt vợ con và toàn thể người thân quyến của Tăng Minh Phụng trong ngày Vu Lan đó, cho nên tôi chia buồn là sao? Tôi nói rằng ông là người bị pháp luật kết án tử hình, nhưng mà ông làm điều này có phải vì ông không? Vì hạnh phúc lâu dài của vợ con, vì hạnh phúc lâu dài của dòng họ, mà cuối cùng chỉ một mình đứng ra cam chịu tội chết để lại sự sung sướng này cho toàn thể các con. Như vậy người cha đủ sức để hy sinh tất cả những gì mình có được vì các con, nhưng mà không bao giờ cái người đàn ông mà than quán hay là kể hay là nói lên cái điều gì cả. Tôi nhớ ngày xưa tôi nghe cái băng mà của thầy Giác Hạnh có nói là một cái việc mà xảy ra ở Đồng Tháp đó, là nói gia đình hai vợ chồng đó thì ở nhà cũng có mấy đứa con cũng lớn rồi, nhưng mà vợ bệnh nè, con bệnh nè, chạy thầy chạy thuốc hết tiền rồi, không có tiền để chạy thuốc nữa. Ông nghĩ hết cách rồi, không có cách nào mà để mà kiếm ra được tiền, đi mượn thì không ai cho, nghèo mà. Người ta nói gì? Có lúa mới mượn được gạo hay gì đó, cái gì đó, phải không? Cái câu tức là nói là mình cũng có cái gì chút đỉnh mà người ta tin được, người ta mới dám cho mình mượn á. Giống như ngân hàng bây giờ muốn vô mà mượn tiền phải có cái gì thế chấp, phải không? Có nhà thế chấp nhà, có đất thế chấp đất, tức là phải tương đương với giá tiền mượn người ta mới cho. Chứ nói tôi đi ăn xin ngoài đường, vô cho tôi mượn vài triệu tôi làm vốn, mướn nó cho, phải không? Dễ gì. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà người nghèo rồi lâm vào hoàn cảnh khổ cũng khó lắm. Thành ra khi mà nghĩ hết cách rồi, không cách nào giải quyết được, bây giờ nếu mà không có tiền thì vợ chết, con chết hay sao? Để vậy chịu nổi sao? Cuối cùng nghĩ rằng cái cách đi ăn cắp cái đại hồng chung chùa, đêm đến đi lẻn vào chùa để cạy vách. Ngày xưa chùa cũng vách lá đơn sơ thôi, dán giường vậy thôi, chứ không phải là như mà tường 20 như bây giờ. Bây giờ thôi chịu thua rồi. Rồi đi đến đó, đó ăn cắp xong rồi đem cái đại hồng chung ra ngoài đồng á, kiếm cái đìa nào đó mới nhận chuông xuống, mới lấy đồ đập cho bể, rồi mới lấy những mảnh bể đó, đem nguyên cái đại hồng chung đi bán, ai mà mua. Cho nên phải đập bể để đi cân theo cái giá đồng á mà bán. Như vậy á, bán để kiếm tiền để về lo cho bệnh hoạn của vợ con trong gia đình, tiền thuốc men này kia. Như vậy ông đi cắp cái đại hồng chung, ông sung sướng để ông ăn cắp không? Đâu có sung sướng đâu. Ông biết làm cái điều mà đụng đến của Tam Bảo là điều tội lỗi, đọa địa ngục không? Biết rất rõ chứ. Không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Nhưng mà bây giờ vào đường cùng rồi, vào đường cùng rồi, không có cách nào để giải quyết điều này nữa, buộc lòng ông phải chấp nhận để làm cái điều tội lỗi, mà giải quyết vấn đề thực tế trước mắt mà không đành lòng để nhìn. Như vậy các vị nhìn qua cái đoạn này, các vị sẽ thấy được cái câu mà Đức Phật nói trong kinh chưa? Điều thứ 9, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Hồi đó mình đọc ra mình tính sao có lợi thì làm, tính là ông này cũng tham lắm. Ông đi làm sao có lợi thì ông ăn, ông nhậu nhiều thêm chút xíu nữa thì được, miễn sao có lợi cho ông thôi. Điều này tôi muốn nói là đến cái phần đại đa số, cái trách nhiệm của người cha. Chứ các vị đừng có nói là chưng dẫn cả tôi một số người vô trách nhiệm, thì tôi không có chịu vấn đề này. Tức là mình phải xác định được đây là lương tâm thật của một người cha, một người có trách nhiệm hẳn hoi. Chứ không phải là các vị tiêu dẫn ra một số ít nào đó trong xã hội mà vô trách nhiệm, cái các vị nói đó thầy nói vậy đó, mà có một số vậy vậy đó, cái điều đó không đúng. Mình phải nhìn trên đại đa số và nhìn trên một cái tính khách quan. Chứ nhìn mà để thiện cận hay là một số ít để mình chưng dẫn ra để chứng minh cho điều lớn của đại đa số thì nó không hợp. Nó không hợp. Cho nên các vị thấy rằng khi mà làm việc báo hiếu,
hay là những người sau này khi cha mẹ già, người ta thường khuyên rằng hãy gánh bớt công việc cho cha mẹ. Tại vì sao vậy? Tại vì cả một đời nuôi con, cha mẹ làm không biết bao nhiêu tội lỗi, mà bây giờ ở tuổi xế chiều mà phải cho cha mẹ gánh thêm nghiệp chướng thì thật sự tội cho cuộc đời của người làm cha làm mẹ quá. Bây giờ sanh tử đã gần kề, cả cuộc đời 40-50 năm nai lưng với cuộc đời, chịu nắng táp mưa sa, biết bao nhiêu điều khổ cực để nuôi con. Giờ đây con lớn lên cái nó tự lo an phận nó, nó bỏ mặc tất cả những cuộc sống, cái hạnh phúc, cái đói nghèo, cái gì của cha mẹ. Điều đó thấy đạo đức khó chấp nhận lắm, khó chấp nhận lắm. Cho nên khi mà người con có hiếu thảo, khi cha mẹ ở tuổi xế chiều 60-70 trở lên rồi đó, phải làm sao tạo phương tiện là cắt đứt cái việc làm của cha mẹ với cái môi trường xung quanh. Nên khuyên cha mẹ ở không, hay là tạo phước thiện, ăn chay niệm Phật, và tích cực giúp cho cha mẹ có nhiều điều kiện để đi chùa, để học tu. Bây giờ cả đời tạo nghiệp rồi, bây giờ tới già cho tạo nghiệp nữa, rồi mới mốt đi đâu? Đi xuống dưới á, rồi mình bỏ tiền ra mình đi cầu đặng vớt lên hả? Khó lắm. Cho nên tôi nhớ là cái việc ở Sóc Trăng này chứ không đâu xa. Cái vị ở Sóc Trăng này là lúc mà đi lên chùa Giác Ngộ, đi thỉnh băng kinh. Thì sao mà tình cờ bữa đó tôi ngồi trong phòng phát hành kinh sách á, thì cổ đến cổ thỉnh băng Từ Bi Thủy Sám. Thì khi mà đến rồi cái tôi hỏi là cô thỉnh băng này để chi, thì cổ nói là con thỉnh này về cho mẹ con nghe. Hỏi sao vậy? Nói là ngày xưa đó, không biết là mấy mươi năm trước á, chuyên làm nghề bán gà, mua gà từ Sóc Trăng trở về thành phố Hồ Chí Minh bán, rồi mua hàng từ thành phố đi về đây bỏ mối, tức là hàng hai chiều, mấy chục năm như vậy đó. Bây giờ về già rồi không biết nó có một cái bệnh trạng gì mà lúc nào bên tai bà cũng nghe tiếng gà kêu, và lúc nào bà cũng sợ gà và sợ nghe tiếng gà, cứ hằng ngày la quảng lên về cái vấn đề gà đó, sợ lắm, rất là sợ. Cho nên mà khi mà bây giờ nghe người ta nói phải thỉnh băng Từ Bi Thị Sám, tức là các cái băng sám hối đó, về nhà để giúp cho cha mẹ, mẹ nghe, để mong rằng mẹ bớt cái khổ đau về tiếng gà hành hạ như vậy. Chúng ta nghe qua cái đoạn đó chúng ta có đau không? Tôi thiết nghĩ liền, tôi nói cả cuộc đời cái bà này bán gà không phải là bà bán để bà nuôi bà, trong đó có chồng bà, con bà, những người ăn hưởng trong đó rất nhiều, mà cuối cùng cái nghiệp chướng này một mình bà gánh chịu. Đó là một cái chuyện để gọi là điển hình. Còn vô vàn chuyện khác nữa thì sao? Cho nên tôi cứ nghĩ rằng các vị làm sao trong cái dịp này nè, mình nên tạo cái cơ hội để cho cha mẹ có dịp tiếp cận với Tam Bảo. Phải bớt đi những cái nghiệp sát sanh, phải bớt đi những cái nghiệp nào gây ra tội lỗi, để rồi chọn một cái thiện nghiệp mà ở tuổi xế chiều cần phải làm, để cái ngày lâm chung có được một chút phước thiện nào để dẫn dắt cho con người mình tái sinh ở một môi trường tốt. Tôi hồi sáng tôi cũng đã nói rồi, đạo Phật nó có cái sự báo hiếu cao quý hơn tất cả những cái người khác ở hai mặt. Chúng ta báo hiếu được đời này và nhiều đời khác. Còn người khác chỉ biết báo hiếu ở trên cái mặt ẩm thực, ăn mặc sung sướng của một đời thôi, còn sau đó là cái gì chúng ta không cần biết. Như vậy đó là một sự báo hiếu chưa trọn vẹn. Còn mình là người may mắn học Phật, mình có được cả một kho tàng kinh điển dạy mình về vấn đề tu học, hiếu nghĩa, hiếu ân, thì chúng ta làm sao phải cho dạng đôi đường kiếp này và kiếp khác. Như vậy chúng ta báo hiếu trọn vẹn. Mà nếu muốn báo hiếu được cha mẹ ở những kiếp tương lai thì không có cái gì khác hơn là phải tạo cho cha mẹ có một ý thức tu tập trong đời này, để tạo một thiện nghiệp những đời sau đừng bao giờ trả báo khổ đau nữa thôi. Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải để ý. À, cho nên đó là một cái điều mà chúng tôi nói ra để chúng ta thấy được phản ứng của tình cha mẹ, mà nhất là chúng ta xác định được tình cha.
Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta lớn lên được rồi, chúng ta thành nhân phi mỹ rồi, chúng ta có gia đình, có con cái, chúng ta có cuộc sống hạnh phúc ổn định rồi, thì chúng ta cần tạo nhiều điều kiện tốt hơn cho cha mẹ học tu. Như cái ông mà nãy tôi nói, ông ăn cắp đại hồng chung của chùa để về lo cho gia đình như vậy, thì cái tội này của ông làm cái cách nào để ông trả được đây? Nếu mà ăn cắp đồ của chúng tăng như vậy, của Tam Bảo như vậy, nguy hiểm. Vậy thì vấn đề cả một cuộc đời nuôi con, không có người cha người mẹ nào mà không có vướng dấp đến tất cả những cái mà tội lỗi đó. Ai cũng vậy chứ, người cha người mẹ nào nuôi con phải chịu thôi. Bây giờ tôi trở lại vấn đề. Vậy thì làm sao để chúng ta xác định được rằng tại sao thơ ca và những điều khác ít nhắc đến người đàn ông? Tôi tạm nêu ra ba tiêu chuẩn chính để tất cả các vị mới thấy rằng những người làm cha nó quan trọng thiêng liêng như thế nào, nhưng mà nó có một cái hạn chế vì sao mà người ta ít nhắc đó. Thì tôi nêu ra ba cái yếu tố chính như thế này. Một, người đàn ông là nam tính, cương nghị, ít muốn ai nhắc đến mình trong lĩnh vực tình cảm. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, người đàn ông là người hy sinh thầm lặng, cho nên cũng không phô trương những gì mình đã từng làm. Và yếu tố thứ ba, người đàn ông tôi liệt vào là không phải không có nước mắt, nhưng mà người đàn ông là người nước mắt chảy ngược vào trong. Đó là ba cái điều mà tôi nêu ra căn bản cho một cái người đàn ông, tại sao người ta ít nhắc đến. Bây giờ từng phần chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Bữa nay giống như chúng ta học tâm lý học vậy ha. Để trắc nghiệm. Thứ nhất, tôi muốn nói là người đàn ông là nam tính, cương nghị, bản lĩnh và e thẹn trong vấn đề liên hệ đến tình cảm. Cái này là đúng đó. Các vị thường thường đi đến nhà của người thân chơi, các vị có bao giờ thấy người đàn ông mà ẵm con ra, mà con còn nhỏ nhỏ bụ bẩm đó, cười đi con, ngoan đi con, hay là hát một bài hát gì đó cho bác cho chú gì nghe đi con, giỏi con, có không? Con không thấy bao giờ. Nhưng mà người mẹ thì khác à, dẫn ra giới thiệu con làm này cho chú coi đi con, bác coi đi, ngoan nè, giỏi nè, đủ thứ hết không? Con như thế này thế khác, giới thiệu cho người ta đủ hết. Người đàn ông không bao giờ như vậy, có nghĩa là nhiều khi nhìn mặt thực tế mình nói ông này không biết thương con, không bao giờ biết giới thiệu con, hay là không bao giờ thấy rằng mình có một cái niềm phấn khởi và tin tưởng về cái đứa con của mình bao giờ. Mình nói như vậy có đúng không? Ông chồng không bao giờ làm chuyện đó, nhưng mà không có nghĩa ông không làm nó không thương. Ông vẫn biết con mình ngoan vậy. Cho nên có những người cha mà đặc biệt đến nỗi muốn hung con cũng phải coi có vợ hay là có ai đó không nữa rồi mới hung, chứ có là không làm được điều đó. Nhưng mà đôi khi lựa con ngủ mới hung nữa, nó thức cũng không hung nữa. Tôi nghe kể lại thôi, tôi không biết à. Này là mình đọc nhiều sách và mình thăm hỏi thì người ta nói vậy, mà tôi thấy điều đó chắc đúng á. Cho nên trước mặt vợ con hay trước mặt mọi người, người cha không bao giờ biểu hiện cái điều đó, còn người mẹ thì hoài như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng người ông phải nam tính, cương trực và tế nhị trong vấn đề tình cảm không? Người đàn ông ít khi nào khoe con với ai lắm, không khi nào khoe con với ai cả. Thương con, biết con ngoan, con nên người, con hiểu, để lòng nè, để lòng nè, quý lắm. Nhưng mà vậy đó. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng chính cái chỗ tế nhị và sâu kín của người đàn ông như vậy, cho nên khi đứa con lớn không bao giờ cảm nhận được, không bao giờ cảm nhận được. Cho nên nó mới tạo nên cái khoảng cách là từ nhỏ
nó đã luôn luôn gần gũi bên mẹ, gần gũi bên mẹ, bị la cũng chạy lại mẹ, xin tiền cũng chạy lại mẹ, cái gì cũng chạy lại mẹ hết, không có nào chạy lại cha. Cho nên nhiều khi người đàn ông kết luận là con hư tại bà, cũng có thương quá chứa chấp cái tệ nạn của nó, nó thành ra ghét là nó hư. Rồi đó khi người đàn ông dạy con không được cũng do vợ nữa, nói gì ra nó cũng binh hết á. Còn người con thì khác, khi được mẹ binh nè, mẹ nuông chiều, cảm thấy mẹ thương mình hơn cha. Ông nó giống ông Tiêu ở chùa quá, thấy sợ quá, cho nên làm cái chuyện gì cũng thủ thỉ với mẹ, con muốn làm đó đó, hay là con muốn cái này kia, hay con muốn sắm cái này nè, không bao giờ nói với cha cả. Biết ông cha cũng thua buồn, cảm thấy giống như mình ở trong nhà vô trách nhiệm vậy đó. Mình làm ra tiền, mình kiếm đủ thứ tiền về bả quản lý, mà nó xem mình vô trách nhiệm, đau không? Nhưng mà không có nói ra không? Chắc cũng có người cũng nói chứ, tức quá nói. Điều đó cho nên nói khi mà người ta thấy cái khoảng cách giữa cha và con nó có từ thời đó, từ thời nhỏ đó. Nhưng mà người đàn ông không phải nghiêm nghị làm những điều đó là vì cái gì? Không phải vì cái gì, mà vì thương con thôi. Vì thương con thôi, muốn cho con nên người. Con mà cái gì cũng nuông chiều, cũng tha thứ, cũng này kia kia nọ, biết nó lừng. Cái người đàn ông trong tâm trạng nghĩ vậy đó, cho nên ta đánh kết là thương cho gôi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi là vậy. Cái người đàn ông mà nghiêm nghị vậy là vì thương con, vì thương con. Và nếu mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ thấy được cái biểu hiện của người cha trong tình cảm của mình tế nhị lắm. Các vị nào đọc trong cái tác phẩm văn học của Võ Hồng, các vị sẽ thấy ông ghi lại một cái mẩu chuyện mà sau này ông hối hận với chính mình và hối hận với người cha của mình. Đó là một điều sự thật xảy ra trong gia đình ông. Là khi ông còn nhỏ, ông cũng vậy đó, ông cũng thích ngồi bên mẹ, thích theo mẹ, vì cha quá nghiêm khắc, quá nghiêm khắc. Đến một ngày nào đó mẹ ông lâm trọng bệnh, và dường như là bệnh nặng lắm, ông có cảm giác là khó qua được. Cho nên lúc nào ông cũng kề cận bên giường của mẹ để thăm hỏi, để đấm bóp, để này kia, để nằm vui đùa với mẹ. Mẹ mệt mỏi và đau lắm, nhưng mà vì thương con và có cái cảm giác rằng mình không thể sống lâu để bảo vệ con được, cho nên tùy thuận tất cả cái việc làm của con. Nhưng mà người cha thì khác, người cha thì khác. Người cha là vô mà thấy con nằm mà nghe là la liền: mày đi ra coi, mẹ bệnh như vậy mà mình đến làm vậy làm sao mà chịu nổi, vân vân, trách cứ này kia kia nọ. Và từ những ngày đó, Võ Hồng càng thấy cái khoảng cách của mình và người cha càng xa vời. Và ông có tâm trạng ông nghĩ rằng nếu mai này mẹ chết thì chắc mình chết quá, làm sao mình sống được với cái ông như thế này. Như vậy, nghĩ như vậy đó. Rồi thật sự sự quan hệ của mẹ con không thời gian bao lâu thì người mẹ cũng qua đời. Nghe qua đời. Và ngày người mẹ qua đời, Võ Hồng khóc nhiều và đau khổ nhiều lắm, vì biết rằng quãng đời còn lại ông nghĩ mình sẽ rơi vào trong bất hạnh. Giống như người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Ông chết thì mình còn ăn được với cá, chứ mẹ mình chết cái mình nằm lá không, chứ đừng nói nằm chiếu. Ý là như vậy. Thành ra Võ Hồng sợ lắm. Cho nên khi mẹ mất rồi, Võ Hồng chẳng thiết gì đến cha, và cảm thấy lúc nào cũng sợ cha như là một cái vị thiên thần khép nép, và lúc nào cũng ở trong phòng đóng cửa lại, không muốn gặp cha và không muốn tiếp xúc với cha. Còn những ngày tháng đó ngược lại, cha vô cùng đau khổ khi phải làm một người gà trống nuôi con. Cái tình thâm của giữa vợ chồng vừa mất, và tình của con cái nó lại hiểu lầm về mình nữa, và ông cảm thấy khó xử vô cùng. Nhưng mà thấy như vậy, nhưng mà đâu phải là ông không thương Võ Hồng đâu, không thương con đâu. Những lúc mà Võ Hồng để ý nhiều lần như vậy, khi Võ Hồng thi vắng nhà
ông mới một mình đi vào trong phòng á, mới sắp con từng quyển vở, xếp cho con từng cái mền, đồ đạc con xếp từng cái để lại ngăn nắp mà khi không có con nhà nha. Còn có nói nhà là mặt tình, ông dường như ông không nhìn tới và không quan tâm tới. Rồi khi có những đêm Võ Hồng ngủ, ngủ rồi giật mình thức dậy, nhưng mà chưa dậy thôi thì thấy người cha rón rén đi ngang phòng, mở cửa nhìn vô phòng con. Rồi ông thấy con xong mà để cái mền trần ngoài vậy, ông mới âm thầm bước vô. Võ Hồng thấy vậy giả bộ nhắm mắt, rồi mới cúi xuống lượm cái mền xếp lại và đắp nhẹ nhàng cho con rồi đi ra. Lúc đó Võ Hồng khóc. Những việc làm Võ Hồng vừa thấy và những việc làm trước kia, Võ Hồng mới hiểu rằng tình cha thầm kín và tế nhị. Ông không bao giờ biết để cho con thấy được những điều ông làm, vì người đàn ông có nghĩ rằng con mình mà nó biết mình thương nó đó, thì nó sẽ lừng, nó đòi hỏi cái này, nó vòi vĩnh cái kia, mình khó dạy. Cho nên phải làm nghiêm như vậy đó. Chứ thật sự trong lòng đôi khi cũng buồn lắm chứ, con hư hay là cái gì đó cũng đau đớn lắm chứ. Là cái ý thứ nhất tôi muốn nói, người đàn ông nghiêm nghị, cương trực, nam tính, ít có biểu hiện cảm tình mình trong cái, chứ ít cho ai biết về cái cảm tình của mình trong cái mối quan hệ với gia đình. Ý thứ hai tôi muốn nói ở đây đó, là người đàn ông là người hy sinh thầm lặng. Hy sinh thầm lặng. Chúng ta thấy sống trong xã hội, phần lớn các bà đi chùa được chưa hẳn là nhờ các bà, mà chúng ta phải để ý sau lưng của các bà mà đi chùa dễ dàng á, là nhờ ông xã ở nhà đó hy sinh và thông cảm lớn, phải không? Không nói ra nhưng mà đó là sự thật. Cho nên có những người mình đi chùa mình tụng kinh nhiều, mình về mình tự đắc, nhà của mình con tu, ông xã không biết tu. Đúng không? Thường như vậy đó. Rồi có những điều mà tế nhị hơn, người chồng ở nhà nắng táp mưa sa, chịu thương chịu khó để lo cho kinh tế gia đình, vợ ở nhà được thoải mái nhẹ nhàng sạch đẹp, đi ra chê lại chồng vụng về thô thiển. Rồi có coi đôi khi mà chê quá đó, bỏ đi, bỏ người nhà đi. Giống như ngày xưa có cái bài hát gì, cái bài hát gì tôi nhớ là ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, chớ vợ chồng gì chăn gối mấy năm qua, có lý đâu gì một chút bất mãn vu vơ mà lại bẻ bàn ly hiên hương lửa. Cái bài này xưa lắm rồi, mấy chục năm về trước, mà sau này tôi nghe người nhà hát tôi nhớ. Tức là trong đây nó mới có nói về cái việc của một cái anh chàng mà hàng sĩ đó, đốn củi nuôi vợ nuôi con, rồi vợ nhà tham sang phụ khó, cho nên bắt bẻ chồng đủ thứ, rồi cuối cùng xách gói âm thầm lặng lẽ ra đi. Đến chồng khi về nhà là hoàn toàn vắng bóng vợ, rồi ông than trách như vậy. Tức là những cái gì có lý đâu gì một chút bất mãn vu vơ, có nghĩa là vịn cái cớ, vịn cái cớ gì không có lý, không có lẽ, vịn đại cái cớ gì đặng bỏ chồng cho nó dễ. Không lẽ xách gói ra đi khơi khơi thì kỳ, thấy không? Cũng mượn cái cớ gì chút xíu đặng bỏ đi. Như vậy thì một anh hàng sĩ này vừa học, vừa đốn củi, vừa nuôi gia đình, vợ nhà chỉ lo chuyện chút đỉnh trong gia đình, rồi cuối cùng để đặng mặt đẹp mày, rồi cái đi bỏ chồng một cách đơn giản như vậy. Nhưng mà ông có trách gì đâu, ông có trách gì đâu, cũng bình thường thôi. Thì cái việc đó chúng ta mới thấy rằng cái sự hy sinh thầm lặng của người đàn ông là vô cùng quan trọng. Các bà đi chùa được, phần lớn chúng ta thấy các chùa bây giờ là 80-90% là nữ rồi, đàn ông chỉ có 10-20 thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy không phải người phụ nữ đi nhiều như vậy là người phụ nữ tu, mà người đàn ông ít đi, người đàn ông không có tu.
mà chúng ta phải biết rằng sau lưng đó có một sự tùy hỷ và thông cảm lớn của người nhà mình, để lo cho mình có điều kiện thoải mái, tạo cho mình có điều kiện tu học. Cho nên các vị tu học được phải cảm ơn ông chồng mình trước. Cho nên lâu lâu tôi nghe là nói là ông xã nhà ông biết đi chùa tụng kinh gì chăng á, lâu lâu là nghe như vậy tôi cười thôi chứ biết nói làm sao vậy. Cho nên các vị phải thấy, thì lúc trước mà lúc mà cái băng của sư cô Như Thủy thịnh hành đó, thì tôi có nghe, tôi lúc mà tôi có nghe một cái cuộn băng của cô Thủy đó mà cô có kể về cái vụ mà bà vợ trách ông chồng đó. Cô lợi cô giáo quá ông chồng con giùm đi, ổng nhà không biết tu vậy chẳng kiếm đi chùa không khi nào không đi chứ á, này kia kia nọ cô giáo quá giùm. Thì cô Thủy cô nghe nói vậy cô cũng tính là thật, cô mới đi đến nhà, cô mới cũng đem Phật lý ra nói là tại sao anh không đi chùa này kia đồ, đi chùa tu học rồi tốt thế này thế khác. Ổng nói cô ơi con đi chùa cái nữa là tiêu luôn á, vợ con đi chùa kiểu gì không biết mà đi về những hộp quẹt mà nó hết ga là nó sắp nó liền dưới đất, con phải lượm con đi bơm, chiếc xe nó chạy ra nó đạp không được nó ném dưới đất nó bỏ, con phải xách con đi sửa. À, nó vô nó lục cái này kia kia nọ, điện đèn gì hư nó đều la quát áo sùm, con biết đi tu kiểu gì mà về làm vậy đó, còn con ở nhà con phải cặm cụi con lo cái này, bảo quát cái đó thì con phải lo cái đó, bảo quát cái kia con phải lo cái kia, con mà bỏ đi nữa thì về nhà cái nhà con nó tiêu luôn. Như vậy thì các vị thấy cái bà này bắt trách ông chồng không có tu, nhưng mà những cái hành xử đó thì ai tu hơn ai. Bà này đụng cái hộp quẹt hết ga sao bà không biết anh ơi đi bơm cái, bà liệm đó cái thẹp không nói gì hết đúng không. Ông này mà nếu mà ông không có tu đó hen, thì ông cầm cái hộp quẹt này lên ông đưa ngay mặt. Cho nên các vị thấy những việc làm rồi cái khi cô Thủy lệnh tôi nghe nói một dãy đó, nhà heo cuối đồ đạc tất cả ổng thay cho bà hết để bà có thời gian mới đi chùa. Như vậy á, nếu mà không có một sự hy sinh của ổng, ổng không nói ra là tôi tu hơn bà, tôi tu thua bà gì cả, nhưng mà có ổng bà phải tu được chứ. Chính chỗ đó cô Thị nói ông tu như vậy tôi thua ông luôn khỏi dạy đó. Thành ra cái điều mà tôi nghe cô Thị kể mà điều đó thật, một sự kiên nhẫn hiểu rõ như vậy mà làm một cách đúng đắn như vậy, đó là một sự hy sinh thầm lặng. Trước kia tôi có đọc một cái tác phẩm của thầy ở tu viện Kim Sơn viết đó, thì cũng nói về cái sự hy sinh thầm lặng này của một người cha. Thật sự cái sự hy sinh rồi chúng ta sẽ thấy người đàn ông nó có một cái bản lĩnh mà đó là sự cao quý, từ một cái sự cấu tạo tâm sinh lý và đến một cái địa vị xã hội mà nó đặt cho một người đàn ông đúng vị trí. Thì thời gian mà đi vượt biên á, trước kia thì thời gian từ năm 80 trở về trước á, tức là còn đi vượt biên, thì gia đình này gồm có một hai vợ chồng và hai đứa con. Thì khi mà đi qua mà chưa được nhập quốc tịch, tức là còn ở ngoài đảo á, rồi các quốc gia khác nó mới đi đến nó tuyển người, nó phỏng vấn nó tuyển người, có gia đình nào được á nó mới nhận vào trong quốc gia đó. Thì trong gia đình ở nhiều tháng trên đảo, tiền bạc thì xài cũng hết rồi, thì may mắn á là cũng sắp được tuyển gia đình đi vào nhập quốc tịch ở Mỹ. Thì còn cái chuyện cuối cùng nữa thôi, tức là khám sức khỏe của gia đình. Ở nước ngoài nó đại kỵ các bệnh truyền nhiễm, tức là bất cứ một cái bệnh gì mà có tính cách truyền nhiễm là nó không nhận người. Thì chẳng may là ông ở trong gia đình ông có bị bệnh lao, cho nên mà khi mà cuối cùng để tuyển chọn cuối cùng để nhập quốc tịch á, thì nó xét rằng gia đình này có một người bệnh lao cho nên nó không nhận. Thì khi mà hay được tin đó rồi, ông vô cùng buồn bã, nhiều ngày liền như vậy rất buồn. Nhưng mà đến ngày cái bữa mà ông chuẩn bị đi xa đó, thì ông lại vui. Ông làm một bữa cơm rất là thịnh soạn, ông mời vợ mời con lên ăn và vui vẻ lắm, ăn cơm trưa mà. Sau khi ăn xong rồi ai cũng nghỉ, và ông mặc một bộ đồ mới,
ông tản bộ đi vô trong rừng, rừng đó là rừng trên đảo đó. Ông đi như vậy không biết đi làm gì mà các con và vợ ở nhà đợi 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Sao đợi hoài không thấy ông về. Kỳ lạ, mới chia nhau ra đi tìm. Thì các con mới nhắm hướng của người cha đi ban trưa đó, thì chiều bắt đầu đi nhắm vào đó, chia ra đi đi tìm. Thì đến chiều rồi, hầu cũng hơi chiều sâu rồi, thì mới đi nhìn xa xa, thấy một cái bóng thấp thoáng trắng trắng, nhưng mà không biết có phải đó là người hay là cái gì không rõ. Nhưng mà càng kích thích cái người con phải đi đến để tìm, thì càng tiến gần hơn. Sao thấy cái dáng rõ rõ giống như một dáng con người, thì càng đi sâu lại nhìn ra và thấy cái màu áo sao giống màu áo cha của chưa quá nhỉ. Và đến rừng thì thật sự là người cha. Người cha đã treo cổ tự vẫn ở trong rừng chết. Và người con vô cùng khiếp đảm trước cái đó, mới đến mới mở người cha đưa xuống và đưa cha về. Thì ông đã chết từ lâu rồi. Và lục trong túi áo ông còn để lại một cái mảnh thơ. Ông nói rằng chính vì cha mà các con và mẹ phải chịu cực khổ ở trên đảo này, không được đi vào các quốc gia khác. Cha thấy đó là lỗi của cha, cho nên hôm nay cha ra đi. Và đi cái này là không hờn không trách các con, mà vì cha làm cho tròn bổn phận của người làm cha. Cha chúc con, mẹ con và mọi người trong gia đình đi vào trong những quốc gia khác được hạnh phúc, an vui. Thì ông chỉ viết là những cái tờ thơ thì dài dòng đại khái là cái ý như vậy, ý như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nghe đến cái vấn đề đó, chúng ta thấy là có bao giờ ông nói là thôi để tao chết đi cho các tụi mày rồi vợ rồi đi vô nhập quốc tịch khác cho nó thoải mái. Ông đâu có nói đâu. Việc nào giữ tính là để lòng, để lòng không nói ra, nhưng mà tính toán và lo lắng cho mọi người trong gia đình lớn lắm, lớn lắm. Và từ những chỗ đó chúng ta mới quay về, chúng ta suy nghĩ lại cái người làm cha và chúng ta làm con. Chúng ta phải nhìn sâu và nhìn thật kỹ, và phải có một sự cảm thông vô cùng lớn, để chúng ta không bao giờ sai lầm, hối hận trong cái bổn phận làm con của mình. Và tôi thấy trong xã hội, như đầu tôi đã nói, 5-60% và hơn nữa, chúng ta đã có một sự khoảng cách lớn và có những cái quan niệm, cái suy tư không tốt về người cha nhiều lắm. Đôi khi chúng ta bất mãn tột độ về người cha nữa. Rồi có những lúc chúng ta hằn học và trách cứ quằn quăng ném. Chúng ta nói nào là già khó tính, nào là già phong kiến, nào là ỷ quyền làm cha, trách cứ đủ điều, nhiều lắm. Nhưng mà nếu nhìn sâu thẳm vào trong cái tâm trạng, cái suy nghĩ, cái hiểu biết của những người đàn ông, thì các vị mới thấy từng bước, từng cái làm, từng cái hành động, từng cái nói, cái đó là vì sự hạnh phúc của các con, hạnh phúc của gia đình. Một sự hy sinh thầm lặng tôi muốn nói là như thế. Đôi khi ông suy nghĩ, ông làm, ông cũng không cần bàn tính nữa. Mình nói ông chủ quan, nhưng không phải. Cái người đàn ông hay suy nghĩ là mình làm có sai, có đúng gì mình tự gánh. Để mình nói ra đây rồi mọi người liên lụy với mình, điều này mình chưa chắc ăn mà. Cho nên rất là liều lĩnh, rất là liều lĩnh. Có những khi người cha mình làm việc phạm pháp, làm nhiều việc phi pháp, nhưng mà không bao giờ nói với các con đâu. Đi xa làm ăn thì nói làm ăn như thế để lo cho các con được đi du học, được học đại học, được ngành nghề, vân vân. Mà đôi khi các con không biết gì về cha mình đang làm gì cả, không biết cha mình đang làm gì cả. Đến đùng ra một cái đủ chuyện, báo đăng tin vân vân, rồi bị bắt bớ, giam cầm tù tội. Lúc đó mới hiểu ra những đồng tiền mình sống do cha cung cấp là từ đâu. Như vậy đó là một sự hy sinh thầm lặng chứ gì nữa. Và điều thứ ba chúng ta muốn nói về đặc tính của người đàn ông, tức là người làm cha nữa đó, là nước mắt chảy ngược vào trong. Đó giờ các vị có nghe câu này chứ. Nước mắt thường thường nó chảy ra ngoài, nhưng mà có một điều ta nói là khóc
hãy khóc cho hết đi, cạn dòng nước mắt, nó sẽ hết sầu, hết khổ. Mà đó là sự thật các vị. Chúng ta khóc được rồi chúng ta đã khổ lắm. Khóc không được nó ấm ứ ở trong này hoài là khó chịu lắm. Nhưng mà cái chuyện đó là người phụ nữ thì khóc à. Đụng chút là khóc, nói nặng chút là khóc, hả hở chút là khóc. Đôi khi người đàn ông cũng rất bực mình cái chuyện này á, mắc hớ gì mà chuyện vậy khóc. Con cái nó bệnh hoạn chút cũng khóc nữa. Thành ra cái sự nhạy cảm và nữ tính của người phụ nữ thì điều đó tất nhiên rồi. Cho nên cái người phụ nữ có bao nhiêu thì biểu hiện bên ngoài hết, lộ hết ra ngoài. Cho nên khi người ta trắc nghiệm tâm lý thì người ta trắc nghiệm người phụ nữ có kết quả đạt gần 90% với người đàn ông khó lắm. Nói không phải là tôi chủ quan mà sự thật như vậy. Phụ nữ có gì mà hâm cái khai hết. Cho nên khi mà doanh nhân thế giới họ kết luận cũng hay đó. Họ nói người phụ nữ yêu ai là yêu bằng lỗ tai. Tức là nghe những người khác tán về mình nhiều quá, tự nhiên mình thấy rằng mình có giá với người đó thì tự mình thương. Cái đó là sự thật. Cho nên chúng tôi thấy các cái chuyến mà ca sĩ nó ca đó, mình thấy phần lớn người phụ nữ lên tặng hoa nhiều gấp 10 lần với mấy thằng trai lên tặng hoa đó. Thay vì nó yêu bằng lỗ tai mình, nó nhạy cảm. Xin lỗi các vị, tôi nói đó là không có nghĩa là tôi nói xấu, nó là phản ánh thực tế thôi. Vì vậy cái người đàn ông á, họ nước mắt chảy ngược vào trong là đúng. Chúng ta biết ở trong gia đình á, người đàn ông là cột trụ, cột trụ. Nếu gặp một cái việc nào mà trở ngại khó khăn mà người đàn ông mà khóc đi hay là nằm vật vã đi á, thì tất cả những người còn lại trong gia đình chắc chết hết, chắc chết hết, sống không nổi. Cho nên á, cái người đàn ông á, biết rằng điều đó đau đớn lắm chứ. Ví dụ như tai nạn, gia đình suy sụp, tiền bạc thất thoát, trong rối loạn trong gia đình nhiều mặt, người đàn ông đau đớn lắm chứ, cũng xé ruột tâm can lắm chứ. Nhưng mà không bao giờ khóc trước vợ và con, không bao giờ thế này thế khác. Là cột trụ trong gia đình mà. Cột trụ mà siêu một cái rồi thì cái nhà đổ. Cái nhà nó đứng là nó nhờ cột á, nó vững là nhờ cột. Các cái khác nó nương vào cột mà nó tồn tại. Mà giờ cột siêu là sập cái nhà. Cho nên á, nhiều điều mà ông đánh con, con làm sai ông đánh, ông đánh đó, ông đau lắm chứ. Mẹ lại mẹ binh, mẹ khóc, mẹ này thế kia, nhưng ông không khóc. Nhưng mà biết đâu tối đó ông không ngủ được, ông khóc một mình thì sao? Điều đó là điều tất nhiên. Ta nói mẹ đánh 100 không bằng cha ngâm 1 tiếng là vậy đó. Giữ gìn cái nề nếp gia phong gia đình là nhờ ông cha. Ông cha là giữ gìn lớn hết. Cho nên con nó có thế này thế khác, nó làm thế này thế khác, nhưng mà nó cũng nể mặt ông cha. Nó hạn chế đi những cái điều mà không tốt của nó. Cho nên chúng ta biết rằng cái người đàn ông sự đau khổ đó, mà nếu chúng ta khóc được, cái người phụ nữ khóc một chút vậy cho hết rồi nó hết. Đi ra gặp vui cũng cười khà khà nữa. Thật. Hoặc là đôi khi buồn bã cái gì đó ngủ được giấc thức dậy khỏe hơn. Nhưng mà người đàn ông thì khác à. Người đàn ông thì khác. Không nói không rằng hoặc trách cứ cái điều xào xáo trong gia đình hay là bực bội chuyện gì đó, ôm âm thầm im im chịu hoài. Không nói nhưng mà chịu hoài. Thành ra cái khổ tâm á, của những người mà để như vậy á, nó sẽ lớn hơn nhiều với cái người mà nói cho đã cái nó hết, hay là người khóc hồi nó hết. Cái đó là sự thật. Nên các vị thấy để ý hả? Nhiều khi đánh con là thấy nghiêm nghị lắm nghe, ghê gớm lắm. Nhưng mà tối về ngủ không được, phải ngồi phải suy nghĩ. Mình làm cha tại sao mình để con như vậy, thế này thế khác. Tự trách cái bổn phận mình nhiều lắm, lo lớn lắm. Cho nên tôi mới nói là người đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong là như vậy đó. Không phải không khóc,
Nhưng mà cái đau khổ nó lớn quá rồi khóc không được nữa. Đôi khi cái lo lắng lớn quá rồi khóc không được nữa, mà phải nuốt vào lòng, mà phải nuốt vào lòng những đau khổ đó. Cho nên nói để rồi chúng ta hiểu. Cho nên tôi nhớ là ngày xưa thầy tôi có kể là một chuyện mà của một người con hiểu thấu được cái lòng của cha, mà trong mối quan hệ cha con nó khăng khít mà ông phải bày tỏ. Nói khi mà lúc cha còn trẻ đó, cha đánh không bao giờ ông này khóc, đánh đau thiệt là đau vậy không khóc. Đến một ngày cha già, cái rồi hôm đó ông làm lỗi gì đó cha mới cầm gôi cha đánh, và hôm đó cha đánh ông không cảm thấy đau. Một là ông lớn lên, hai là cha yếu, nhưng mà ông khóc thật nhiều, ông khóc thật nhiều. Người cha mới hỏi là tại sao ngày xưa cha đánh con thiệt đau và thiệt mạnh thì con không khóc, mà hôm nay cha đánh con nhẹ và cha không còn đủ sức để đánh mạnh con đau nữa, nhưng tại sao con khóc? Ông nói cha đánh con đau, con biết rằng cha còn khỏe, con có niềm tin là cha còn khỏe cho nên con vui, con không khóc. Hôm nay cha đánh con không đau, con biết rằng cha già và cha yếu, cho nên con thấy rằng cha đã sắp đến ngày 100 tuổi rồi, cho nên con sợ con lo mà con khóc nhiều. Như vậy chúng ta thấy rằng cái đó là một cái cảm nhận sâu sắc của một người con. Người con, đó là sự thật đấy, đó là sự thật. Một cái điều mà chúng ta cần phải học tập. Như vậy sự cao quý và thiêng liêng của người cha mà tôi đã nêu, các vị thấy có thua với tình cảm, cái cao quý và cái thiêng liêng của người mẹ không? Hôm nay ai làm người làm cha nghe tôi nói là thở nhẹ lắm. Có người giải tỏa dùm cái nội kết của mình, nội kết của thế kỷ mà đời đời những người làm cha không bao giờ nói ra được. Hôm nay tôi thay mấy ông cha để tôi nói cho mọi người hiểu. Nếu mà mấy ông cha nghe băng này cảm ơn tôi nhiều nha. Đó là sự thật ấy. Cho nên tôi mới thấy khi mà tình thương, khi hỏi là thương cha nhiều hay thương mẹ nhiều, phần lớn các con hay nói là thương ai cũng vậy, nhưng mà trong lòng là có khuynh hướng là mẹ phải nặng hơn rồi. Nói ra nghe kỳ, nó không lẽ tôi thương mẹ nhiều hay thương cha nhiều, ít nói, nhưng mà khuynh hướng là mẹ phải nhiều hơn. Nhưng mà khi mà cân đo đong đếm kỹ lại á, chúng ta làm như vậy nó không đúng đâu. Giữa hai mối tình cảm thiêng liêng đó không cái nào hơn cái nào nữa cả, không có nào cao hơn nào cả, phải công nhận là như vậy. Chúng ta phải thương bằng tất cả trái tim, và không nói nhiều hay là ít, mà chúng ta thương bằng cả tâm hồn, phải bằng cả tâm hồn mới đúng. Cái đó là vậy thôi. Cái sự thiêng liêng của cha mà lo cho các con là tốt lắm chứ. Cha là bóng cả ngã che con, là khối tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non. Đôi khi có những người cũng cảm thấy sâu sắc và thấm thía, lại bộc tỏa lên được những cái bài thơ vô cùng cao quý và tán dương cái tinh thần thương yêu của người cha như vậy. Hay là những câu ca dao, tục ngữ ca dao quen thuộc mà chúng ta thường nói, còn cha sao, còn cha gót đỏ như son. Người câu sao nữa, câu này dị bản nhiều lắm. Có khi thì một khi mai cha mất gót con đen xì, còn có khi thì một mai cha mất gót con lắm buồn, vân vân. Thì sao cũng được, dầu đen xì hay lắm buồn nó cũng ná ná. Cho nên đó chúng ta mới thấy rằng gót đỏ như son là những con người đó hạnh phúc á, được sung sướng, không có dặm dày sương nắng, không có đạp xoải đạp buồn. Còn cái gót đen xì là gót đó phải tự lập rồi đó, phải tự cào cấu tìm kiếm cái miếng ăn manh áo rồi, phải tự đương đầu rồi. Cho nên những cái điều đó chúng ta thấy tán dương về một người cha mà chúng ta thấy vô cùng cao quý, vô cùng cao quý. Cha cho con một cuộc đời
mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên, lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cha nghiêm nghị thiêng liêng là giống như cái ý mà tôi nói ở phía trước, tức là nghiêm nghị vì giáo huấn, vì làm cột trụ, vì làm mực thước cho một gia đình. Hôm nay người đàn ông á, ít nghiêm nghị hơn ngày xưa. Thời phong kiến những người làm cha gắt gao và nghiêm nghị lắm, nhất là cái thời mà cỡ Tô Ánh Nguyệt, cỡ mà áo dài khăn đóng á, ghê lắm. Nhưng mà các vị thấy cái ông cha mà đối xử với Tô Ánh Nguyệt như vậy, có phải là ông cha ghét Tô Ánh Nguyệt không? Các vị thấy cái nỗi khổ tâm của cái ông cha lúc đó không? Cao ngất đi chứ. Mà nói thì nói như vậy, phải nói là người đóng vai cha đó là rất xuất sắc. Ai vậy các vị? Diệp Lan. Tôi không ngành mấy nghệ sĩ lắm. Cho nên vì vậy cái sự nghiêm nghị của cha là chúng ta phải thấy được như vậy, như thế này như thế khác, vì bảo vệ danh dự thế này thế khác. Mẹ thì tối ngày thúc thích bên con an ủi rồi vậy thôi, nhưng mà người mẹ chỉ cảm tính nghĩ nhất thời vậy thôi, người cha còn nghĩ rộng xa hơn nhiều kìa, rộng xa hơn nhiều. Cho nên á, tôi nói rằng ai còn có cha có mẹ là tặng phẩm của Thượng Đế, là một tặng phẩm cao quý nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà vì chúng ta có cái nhu yếu gì? Nhu yếu ham thích đua đòi hơn là cái cách mà chúng ta nghĩ để đáp tạ công ơn. Chúng ta thấy sự cao quý lắm chứ. Cha mẹ là còn, là còn tất cả, và sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Tôi nhớ có một chuyện mà kể về Diêm Vương đó mà, Diêm Vương xử tội đó. Chắc là có những gì cũng đã từng nghe rồi. Diêm Vương xử tội là cái chuyện như vậy. Đó là cái thằng này nó chết, nó cũng đọa trong địa ngục, nó rơi trong địa ngục. Nhưng mà trước khi nó chết đó, là nó mượn của ông Điền Chủ này là 10 lượng vàng hay là nhiêu đó, nhiều hơn nhiêu đó. Rồi cái nó chết sớm thì thành ra ông này đòi đâu có được. Rồi nó ở trong địa ngục đó, nó chờ ông. Cho đến khi ông này một ngày tới 100 tuổi, ông cũng chết đi và ông rơi xuống địa ngục, thì tình cờ ông gặp lại thằng đó. Ông mới nắm ngực của nó, ông lôi tới Diêm Vương. Ông nói: Diêm Vương xử tội cái thằng này giùm con cái, la mượn của con tiền nó ăn nó xài cho đã, rồi cuối cùng nó trốn xuống đây con kiếm hoài không được. Hôm nay con mới có dịp gặp nó, con mới đòi. Bây giờ nhờ Diêm Vương xử lý giùm con cái chuyện này, làm sao phải bắt nó trả hết cái số tiền đó cho con. Thì Diêm Vương ngồi mới phán xét, mới suy nghĩ, mới thôi được rồi, bây giờ ta sẽ xử kiện cho nó trả nợ cho ông, với một cái điều duy nhất là ta sẽ cho nó làm trâu, nó cài ruộng cho nhà ông 10 kiếp. Ông này cũng nghe vậy, cũng suy nghĩ, ông nói: thưa Diêm Vương, không ổn đâu. Hồi sao không ổn? Hồi đó con cho nó mượn tiền á, dễ lắm mà, có sẵn con lấy ra con đưa nó liền, nó đâu có khổ gì đâu. Bây giờ nếu mà nó làm trâu, nó cài ruộng cho con như vậy là con phải 10 kiếp con chăng đó, cực biết cỡ nào. Như vậy 10 kiếp khổ khổ lắm. Trần Diêm Vương bên đây: nếu mày không chịu vậy thì thôi, ta nghĩ cách rồi, ta cho nó làm người ở đợ trong nhà mi 10 năm để nó trả hết cái tiền nợ cho mi. Cái ống ngộn nói: Diêm Vương ở địa ngục lâu quá không lên trần gian, không biết cái luật lệ trên trần đâu, bây giờ ở đợ là phải trả tiền đấy, bệnh là phải lo đấy, nó lỡ có gì nó chết là nó bệnh ở trong nhà là nguy hiểm, nó tai nạn đến nơi đấy. Cho nên bây giờ mà nếu như vậy là con phải chăm sóc, con bảo vệ nó, nó trả tiền con xong mà cực khổ vậy, rồi biết chừng nào mà cho hết được nợ này, rồi phải nuôi cơm nó nữa chứ, đủ thứ hết. Thì Diêm Vương nói: vậy chứ ông muốn làm sao? Ông nói: con muốn làm sao mà con là con muốn tiền thì có tiền, con muốn ăn có ăn, con muốn mặc có mặc, con muốn đi chơi thì nó lo cho con bệnh thì nó lo, con khát thì nó đưa con uống, tất cả mọi cái gì mà con cần thì nó lo cho con hết, chừng nào đủ hết số tiền đó thôi, bây giờ đi. Diêm Vương suy nghĩ hôm nay: được, cái điều này mi nói thì chỉ có một điều duy nhất à,
ta cho nó làm cha hoặc nó làm mẹ của mi thì bà mai nó mới trả hết được cái chuyện này. Các vị thấy đúng không? Ai mà đòi cơm được cơm, đòi nước được nước, đòi áo được áo, đòi quần được quần, đòi tiền được tiền. Chỉ có đòi với cha với mẹ mình mới được điều đó thôi, chứ không có đòi với ai mà được điều đó chứ. Cho nên các vị thấy cái sự cao quý và thiêng liêng của người làm cha làm mẹ chưa? Sách sử chuyện cổ muôn đời nó là như thế. Và suốt một cuộc đời cho đến hàng vạn thế kỷ sau, điều này không bao giờ thay đổi trong cuộc đời của con người đâu. Một mối tương quan của loài người không bao giờ có sự chấm dứt. Nó là vĩnh kiếp là như thế. Nó vĩnh kiếp là như vậy. Như vậy chúng ta mới thấy được, chỉ có người làm cha làm mẹ mới chịu làm trâu làm bò, mới chịu cực chịu khó gian khổ cho ta chứ ai. Người ngoài có thương tình ta thì nhen một vài đồng tiền lẻ, nhen một vài chút tình thương hại ban bố cho mình, chứ đâu ai cưu mang và bảo bọc cho mình một cách trọn vẹn như vậy. Bằng nữa còn không có nữa. Không có đâu. Những người thân bằng quyến thuộc còn chưa có mà, chứ đừng nói tới người ngoài. Và điều đó mình mới thấy được rằng những người làm cha làm mẹ cái nghĩa vụ thiêng liêng lớn lắm. Nhưng mà mình là người làm con, giống như tôi nói rồi, cái nhu yếu của mình đòi hơn là cái mình thực hiện đối với cha mẹ. Mình cứ đòi thế này thế khác, mình đòi 10 chuyện được 9 chuyện rồi, nhưng mà có một chuyện không được là mình giận lẫy ngay liền, mình bỏ ăn liền, mình cuốn áo cuốn quần đi liền. Cái đó là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta phải thấy rằng đôi khi á, mình đòi cái gì cũng được thì thôi, thấy giống như cha mẹ thương hết. Nhưng mà cái gì mà cản trở hay rầy la hay là cái gì chút xíu là chúng ta thấy bực mình. Như vậy cái người làm con chúng ta không có cảm nhận hết được cái tâm tình của người lớn. Và đôi khi chúng ta vội vĩnh quá, sự ước mơ của mình lớn quá, cho nên mình cứ thấy rằng người làm cha làm mẹ phải có bổn phận. Có người nói còn độc địa hơn nữa chứ, sanh tôi ra là phải có trách nhiệm với tôi, có bổn phận với tôi, phải lo cho tôi thế này thế khác. Không nói khác hơn được. Giống như quỷ thác cái trách nhiệm này. Nếu mà mình người làm cha làm mẹ, mình nghe vậy nói hồi đó tao xin cái trứng gà ra quý con mày ăn được một bữa chứ. Đó là sự thật á. Cho nên á, khi mà chúng ta nghe được những cái điều mà như vậy, những người con như vậy hàm hồ, hàm hồ. Nhưng mà cũng vì chúng ta đòi hỏi nhiều quá, và chúng ta được đáp ứng nhiều quá, cũng vì mình có nhiều tình thương quá, cho nên biết là mình lấn lướt đi, mình đè lên cái lương tâm của người làm cha làm mẹ. Mà đôi khi làm cha làm mẹ rồi cũng phải gắng cam chịu chứ sao. Nó là con của mình mà, người ngoài là chết với tao rồi, nhưng mà mày tại vì con tao, tao phải chịu á. Như vậy thôi. Cho nên á, tôi mới đọc trong cái quyển mà cái quyển mà nó có nói một cái việc rất hay là cái gì mà ngôn ngữ của trái tim. À, ngôn ngữ của trái tim. Nó có cái mẫu chuyện ngắn thôi, là chuyện cây táo. Tôi đọc chuyện cây táo lần đầu tiên tôi đọc rồi, tôi cảm thấy là tôi đọc đi đọc lại 2-3 lần như vậy mà tôi chưa cảm thấy là hết cái sự thấm thía và xúc động của mình. Và nó lái lại kết thúc mẫu chuyện là nó nói là giữa cây táo và thằng bé, cái mối quan hệ đó chính là mối quan hệ của người làm cha làm mẹ với các con. Mà thấy đúng sự thật như các vị thấy đúng sự thật. Và như chúng ta đã từng hiểu, sự thật lúc nào cũng phũ phàng, phải không? Cái câu mà chúng ta hay nói, sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Từ cuộc sống bên ngoài nhiều lãnh vực khác, cho đến trong mối quan hệ tình cảm yêu đương, cho đến tình cảm thiêng liêng của bạn bè, cha mẹ xin lỗi, tình cảm thiêng liêng của cha mẹ và con cái, đôi khi nó cũng có những sự thật phũ phàng nữa. Cho nên ít khi nào ta nói lên sự thật, phần lớn ta nói dối để người ta che bớt sự phũ phàng. Chứ nói mà nói thật quá, sự phũ phàng lớn quá thì mệt mỏi lắm. Thì chuyện cây táo nó là như vậy. Cây táo với thằng bé nó có một sự quan hệ rất là thân thiết. Từ nhỏ cậu bé hàng sớm, hàng trưa, hàng chiều đều chạy xung quanh gốc táo và chơi với cây táo. Và cây táo rất vui vẻ mỗi khi cậu bé chạy chơi xung quanh mình. Thì đến một ngày kia cậu bé lớn lên trở thành một người con trai trưởng thành, và cậu bé tự nhiên thầm lặng bỏ ra đi mà không nói một lời từ biệt gì với cây táo. Thì hàng sáng như vậy cậu thường chạy ra chơi, hôm nay không còn nữa, cho nên cây táo rất buồn và rất trông
một ngày cậu bé sẽ quay về. Thì một thời gian lâu như vậy, cậu bé quay về với một cái vẻ buồn bã và thiểu não. Thì cái táo mừng lắm khi thấy cái bóng dáng của cậu bé quay về. Hôm nay cậu bé là một người trai tráng rồi. Và cái táo mới nói rằng: hãy đến chơi với ta, ta đã nhớ cậu lâu lắm rồi. Thì cậu bé hôm nay có vẻ buồn bã và nói là: hôm nay cháu không thích chơi như ngày xưa nữa. Hôm nay cháu cần rất nhiều tiền để lo cho gia đình, vợ con, vân vân. Thì cậu táo mới nói: được thôi, ta không có tiền, nhưng mà mi hãy lên mi bẻ hết, cháu hãy bẻ hết cái trái táo trên cây của ta, rồi cháu đem bán, cháu sẽ có nhiều tiền. Thì lúc đó cậu bé mừng lắm và lên tua hết trái trên cây xuống và đem bán để về, để lo cưới vợ, để lo cho gia đình. Thì một ngày không lâu, thì khi mà cậu bé đi rồi, cái táo tiếp tục cô đơn và buồn bã và nhớ nhung nữa. Thì cậu bé khi có tiền rồi, cậu bé không nhớ gì đến cây táo cả mà đi lo cho sự nghiệp. Một ngày nọ cậu bé cũng quay trở về, cây táo cũng mừng lắm và nói là: hãy đến chơi với ta, lâu quá ta đã nhớ cháu rất nhiều. Thì cậu hôm nay là cậu đã trai rồi, thành một cậu trai lớn có gia đình rồi. Nhưng mà cậu đến cậu mới nói rằng: cháu cần một cái mái nhà, bây giờ cháu không có điều kiện để lo được cái mái nhà, cháu đang lo. Thì cây táo mới nói: được thôi, mi hãy chặt hết cành của ta đi để về dựng một căn nhà. Thì lúc đó cậu bé mừng quá và lên chặt hết cái cành của cây táo mà chỉ còn cái cây chùa lũi thôi, để về dựng căn nhà để ở. Thì ở thời gian như vậy rồi, cậu bé cũng có một nảy ý muốn một cái khác nữa, cho nên cậu bé buồn bã và quay trở lại. Thì cây táo cũng mừng rỡ nữa, thấy cậu bé quay trở lại mới nói là: hãy đến chơi với ta. Thì cậu bé nói là: cháu chẳng thích đến chơi nữa đâu, cháu đang suy nghĩ, cháu muốn làm một cái chiếc thuyền để cháu được đi du ngoạn nơi này nơi khác, để cháu thưởng thức cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Cây táo mới nói là: được thôi, cháu hãy đốn cái thân của ta nè, cháu làm chiếc thuyền, rồi cháu sẽ được vui, cháu sẽ được như ý. Và cậu bé cũng đến đốn cây táo và để moi cái bọng của nó để chở mình cho có một chiếc thuyền. Và cậu bé bắt đầu bỏ cây táo ra đi, ra đi biển biệt một thời gian lâu như vậy. Và khi cậu bé quay trở về, lần này là một ông già tóc bạc rồi. Thì cây táo của ngày nào cũng nói rằng: cháu hãy đến chơi với ta, nhưng mà bây giờ ta còn chẳng còn trái để cho cháu nữa đâu. Thì ông này mới nói rằng: cháu bây giờ chẳng còn răng để ăn được những trái táo. Mày nói là ta cũng chẳng cần còn cành nhánh để cho cháu cất nhà nữa. Nói là bây giờ cháu đã có nhà cửa hẳn hồi rồi, cháu cũng chẳng cần những nhánh táo này đâu. Rồi nói ta cũng chẳng còn một cái thân để cho cháu được thuyền đi chơi thế này thế khác. Thì nói là hôm nay cháu già rồi, mệt mỏi rồi, chẳng cần đi du ngoạn gì nữa. Như vậy cây táo mới nói: vậy cháu cần gì ở bộ rễ khô cằn, một cái gốc khô cằn và những bộ rễ trơ trọi của ta. Thì lúc đó cậu bé năm xưa, hôm nay là ông già, mới nói rằng: cháu đang cần một chỗ yên nghỉ, cháu đang cần một chỗ bình yên. Thì cây táo mới nói trong sung sướng và rơi nước mắt. Cây táo mới nói rằng: được thôi, ta còn cái gốc này, cháu hãy đến ngồi và cháu sẽ được một chỗ bình yên. Và cái ông già là cậu bé năm xưa đến ngồi gốc táo trong một sự bình yên của cuộc đời còn lại. Như vậy đọc qua cái đó, cái mẫu chuyện nó mới kết thúc rằng khi còn nhỏ chúng ta ở xung quanh cha mẹ, được cha mẹ lo và vòi vĩnh quanh mình. Khi lớn một chút chúng ta đi tạo sự nghiệp, chúng ta quên tất cả những người còn ở lại, và chúng ta chỉ quay về khi chúng ta cần thiết. Chúng ta cần tiền, cần gì đó, cần sự lo lắng, cần sự bảo bọc, giúp đỡ, chúng ta mới nhớ đến cha mẹ. Còn khi chúng ta sung sướng hạnh phúc thì chúng ta dường như chỉ tự hưởng riêng mình cái hạnh phúc đó, mà ít khi nào mình nghĩ đến sự khổ đau của những người thân ở quê nhà. Mà như hồi sáng tôi đã nói, các vị muốn làm được điều đó, các vị có một món ăn ngon, nên nhớ đến cha mẹ rằng ở quê nhà, ở góc trời đó, những người đó có được ăn một món như vậy không? Đi thưởng thức một cái cảnh đẹp cũng nghĩ đến cha mẹ
có bao giờ có được dịp để đi để thưởng thức một cảnh đẹp như thế này không? Những việc làm như vậy chúng ta mới thấy rằng nó mới xứng đáng, và nó là một cái điều mà chúng ta thấy mình có hiếu thảo. Còn bằng không khi cần chúng ta mới về, khi cần tiền mới về, giống như là cái thằng bé vậy thôi. Khi cần nhánh lá thì mới về, khi cần cất nhà về, khi cần có tiền về, khi cần cần thiền về. Rồi cuối cùng cuộc đời cũng quay về với cái gốc táo trơ trọi. Như vậy một cái gốc táo trơ trọi, không còn cành, không còn lá, không còn sự sống, mà vẫn bảo hộ cho cái thằng bé tới cuối cùng. Để nói rằng cha mẹ giàu một hơi thở cuối cùng cũng vẫn thương con, cũng vẫn bảo bọc, vẫn lo lắng cho các con như thuở ban đầu. Mà trong kinh Đại Báo Ân có mấy câu là: mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con 80, tình yêu nào ngơi nghỉ, thương con suốt cuộc đời. Mẹ già như thế đó, cha già như vậy đó, nhưng mà một cái tình cảm như ngày nào là không bao giờ mất được trong lòng của một người cha hay trong lòng của một người mẹ. Điều đó chúng ta thấy rằng mình để ý rồi, mình cảm thấy mình sung sướng khi còn cha mẹ lắm chứ. Mình cảm thấy rạo rực khi đi đâu sắp quay về. Và hôm nay mình nhìn người cha, nếu mình hiểu được bằng sự quán chiếu sâu sắc, thì mình nhìn vào cái người cha mình, nhìn vào mặt mẹ mình, mình sẽ thấy rằng mình có một cái cảm niệm xúc động. Mình nhìn lại coi dung nhan của cha và mẹ hôm nay và ngày xưa cách nhau nhiều quá. Mình nhìn những nếp nhăn trên má, mình nhìn những nhăn trên mặt, mình nhìn những đôi tóc bạc le que, mình nhìn những đôi mắt mờ. Mình đã thấy trong đó sâu lắng chứa đựng một tình cảm và một tia hy vọng xa xôi về các con, về sự nghiệp của các con, những vết hằn năm tháng và những sự cơ cực để cho các con như vậy. Cho nên mình cảm thấy rằng khi mình còn cha còn mẹ, mình ấm cúng lắm chứ, ấm cúng lắm. Mình vẫn tự hào với cuộc đời là mình còn cất lên được tiếng cha ơi hay là mẹ ơi chứ. Còn các vị mất cha mất mẹ rồi, một tiếng cha ơi trên cái môi cũng không có, một tiếng mẹ ơi trên đầu lưỡi cũng không có. Lúc đó kêu ai? Kêu nấm mồ xanh, vân vân. Đó là những điều mà tất cả những người con học Phật chúng ta để ý. Và những người làm cha làm mẹ hôm nay phải tập cho con mình có một nền tảng về đạo đức. Đó là cái hạnh phúc trong gia đình. Người ta nói rằng không phải để lại cho con cháu tiền dư bạc giả mà quý đâu, mà để lại cho con cả một gia tài đạo đức, sự nghiệp đạo đức và trí thức của các con mới là điều quý. Các vị để lại cho các con nhiều tiền nhiều bạc mà không để lại nương tâm đạo đức, thì đôi khi tiền bạc này nó làm xào xáo trong nội bộ, đấm đá và chém giết lẫn nhau. Và đôi khi để dành tiền cả đời cực khổ để lại cho các con, nó còn quán mình nữa. Nó nói ổng thương thằng A nhiều, thương thằng B nhiều, để lại cho nó nhiều, tôi cực khổ cả đời để lại tôi ít, nó chết như vậy cũng vừa lắm, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy đôi khi mình xử sự tiền mà có để lại cho mình là quý rồi, bao nhiêu cũng quý. Mà vậy mà để lại cho nó lòng tham vọng của nó còn nói lên một câu phụ nghĩa phụ ân nữa. Cho nên các vị quan trọng nhất là để lại cho cha con cái là phải để lại bằng kho tàng đạo đức và tri thức. Các con có đạo đức rồi, nó mới giữ được gia tài của cha mẹ để lại, nó mới làm hòa thuận được tất cả anh chị em trong gia đình. Còn nó không có đạo đức rồi, các vị để lại tiền mua bạc giả, nó làm tiêu tan sự nghiệp như một dòng nước lũ trôi qua, nó cuốn phăng tất cả. Cho nên các vị thấy điều này tôi đã nói cái buổi giảng kỳ trước đó mà. Phải có phước, có đạo đức mới gìn giữ được sự nghiệp lâu dài. Và cha mẹ nên vậy, nên dạy dỗ và để lại cho các con bằng cả gia tài về đạo đức, thì điều đó là quý. Phải nhớ như vậy. Cho nên đào tạo cho các con phải có hai mặt: nuôi các con vật chất, thì còn phải đào tạo nuôi dưỡng cho các con bằng tinh thần. Chứ nếu mà vật chất không nuôi cho nó bằng một thể chất này, nó lớn lên bằng nhiều cái tâm hồn không tốt, thì nó chẳng có được tích sự gì cho chính bản thân nó, thì huống gì là mình mong mỏi cho nó làm đẹp cho cuộc đời. Bản thân nó lo không xong lấy gì lo cho cuộc đời. Đó là điều chúng ta để ý. Mà tôi thấy thường thường người làm cha làm mẹ hay dấp phải chỗ này,
thấy giác phải chỗ này. Nghĩ là mình cung phụng cho nó nhiều tiền nhiều bạc là mình thương con. Và nhiều người đã than với tôi điều đó. Nó đi cá độ một lần cả 100 triệu như vậy, thương nó quá, dung túng nó đủ thứ hết. Sắm cho nó cái này nó đem cầm nó bán, rồi tiếp tục sắm cái khác cho nó cầm nó bán. Không sắm thì đấy, lòng mẹ lòng cha xót ruột đau gan. Con đi ra không có với người ta, đi ra không có điện thoại di động, đi ra không có xe mới, đi ra không có thế này thế khác, mũi lòng đâu có chịu. Phải sắm cho nó, sắm cái nào cầm bán cái nấy, sắm cái nào cầm bán cái nấy, đi cá độ đá banh cái nấy. Một đêm như vậy cả 100 triệu như vậy đó. Như vậy các vị thấy rằng nếu để cho con được một gia tài đạo đức thì các con đâu có đến như vậy. Nhưng mà này tôi không trách những người cha làm mẹ như vậy, vì thương con quá cho nên lo cho con như vậy. Nhưng mà lo như vậy vô tình dung túng tội phạm, dung túng sự sai lầm, dung túng sự sai lầm. Như vậy mình có để lại của bằng non bằng biển đi nữa, nó cũng không bảo trì được. Mình có qua đời đi chăng nữa thì một thời gian nhất thời nó tiêu xài hết cái của này rồi, nó cũng ra người không có ra gì, nó trở thành người không có ra gì. Như vậy để lại cái nào quý? Để lại cái trí thức, để lại cái đạo đức, để lại cái phước, để lại tất cả những điều đó cho con là nên hơn chứ. Nên hơn. Và chúng ta là người đi trước phải làm gương cho các con, phải làm gương cho các con. Mình phải thực hiện một điều nào đó với ông bà của nó. Ví dụ hồi nó còn nhỏ, mình dẫn nó đi theo đến thăm ngoại, thăm nội nó. Mình mua cho ngoại, cho nội nó, tức là mẹ chồng, mẹ vợ hay là chính mẹ của mình, một cái bánh bao, một cái bánh ít, một cái bánh bò, một hộp trà. Mình phải làm, mình làm nó thấy chứ. Mẹ à, con mua cái này cho mẹ nè, lâu lâu con thăm mẹ, hay là lâu lâu con thăm ba. Con mua cái này về cho ba nè, cái này ngon lắm, trà này là tốt, vân vân. Mình nói một cách như vậy, con nó là cháu nội cháu ngoại đứng kế bên nó thấy chứ. Nó không hiểu gì hết, nhưng mà những cái hình ảnh đó nó in vào trong trí. Để sau này mình có đồ ăn ngon cái mình kêu, con à bưng cái này đến cho bà nội đi con. Con nói như vậy đó. Con à bưng này đến cho ông nội ông ngoại đi. Con nói như vậy đó, nói là mẹ đưa cái này cho. Mình nói bằng những cái như vậy thôi. Nhưng mà những đứa con nó đi làm như vậy nó sẽ nhớ trong lòng. Và mai này mình lớn lên, nó hầu mình nó cũng làm y như thế, nó cũng biết cái cách để nó thực hiện. Còn hôm nay mình làm nhiều việc quá phũ phàng, nó cũng thấy, nó cũng hiểu, nó không hiểu gì, nhưng mà nó thấy và nó nghe, nó cũng in trí đó. Rồi sau này khi nó lớn lên, nó xử sự với mình cũng y như vậy, cái mình nói là đồ con bất hiếu, như thế mình trách, có đúng chưa? Đôi khi chính mình mở đường cho nó từ hồi thuở nhỏ mà mình không hay. Mình nghĩ nó con nít nó không có biết gì, chỉ vậy thôi, mình muốn làm gì làm, mình muốn nói gì nói. Biết chứ sao không biết. Một tờ giấy trắng các vị vẽ lên bất cứ một điểm mực nào, dầu nhỏ hay là lớn, các vị chỉ cần điểm một chút xíu thôi, nó sẽ lộ lên rất rõ, lộ lên rất rõ. Cho nên ta nói là hiếu đạo, sinh ra con hiếu đạo. Bất hiếu nào con có khác gì, xem thử trước thềm mưa nhỏ giọt, giọt sau giọt trước có sai gì. Tức là ta là giọt trước, các con là giọt sau. Nếu mà chúng ta làm như thế nào đó thì các con sẽ làm y như vậy. Giống như mái nhà của mình thấy không? Cái mái nhà mình nó đổ nước xuống cái sân, mà sân gạch hay là cái sân xi măng á, các vị thấy nó đâu có xói nhiều lỗ đâu. Nó chỉ xói cái lỗ nào là ngay cái lỗ đó nó xói cho tới lủng luôn. Là tại sao vậy? Nhiều ngày nhiều tháng nó giọt ngay đó đó. Cho nên người ta sánh ví rất là hay, để người ta biểu hiện là người đi trước dìu dắt người đi sau thế nào thì người sau nó sẽ làm y như vậy. Trước khi tôi kết thúc buổi giảng hôm nay, tôi kể cho các vị nghe một cái mỗi chuyện là giọt trước giọt sau có sai gì. Chắc là tôi nghĩ chuyện này xưa lắm rồi thì ai cũng biết, nhưng mà mình nói để gợi ý lại trong một cái buổi nói chuyện về tình cha, về hiếu thảo vậy mà. Cái chuyện đó là cái anh chàng đóng xe đó, các vị biết không? Cái chuyện anh chàng đóng xe, anh này ảnh có một ông cha già. Cha già thì nuôi cực lắm, không có làm gì ra tiền, thành ra anh nuôi rất là cực. Thì anh nghĩ cái cách là bây giờ ông không có làm ra tiền mà nuôi hoài mệt quá,
bây giờ mình đóng một chiếc xe rồi mình đẩy ông lên rừng cho cọp ăn hay là cho gì ở trong rừng cho rồi phức mặt mình đỡ khổ hơn. Cho nên anh nghĩ như vậy, cho nên hằng ngày anh mới tận tụy đóng một chiếc xe rất là đẹp. Thì anh có một cái thằng con trai, hằng ngày ra nhìn ổng đóng xe nói cha cha, cha làm gì cha, cho nên mày hỏi gì vậy mày, tao làm gì kệ tao chứ. Thì ngày nào nó cũng ra nó nói vậy đó, cha làm gì cha nói con nghe đi cha, cha không nói con giận cha đó, nói đủ thứ hết. Cái nhiều lần quá cái bữa đó ông mới nói, ông nói ông nội con già rồi không có làm gì ra tiền nữa hết á, cha đóng chiếc xe này để cha đẩy ông nội con lên rừng, để tiền bạc còn lại cha lo cho con nhiều hơn. Thì thằng nhỏ nó cũng vô tư thôi, nó nghe vậy cái nó mới nói xe đẹp lắm cha, cha đẩy ông nội lên rừng rồi cha nhớ đem về nha cha. Cái này hỏi đem về chứ vậy mày, cháu mới nói là con cha đem về con giữ ở đó, mai này cha già con lấy nó con đẩy cha lên rừng cũng như cha đẩy ông nội vậy. Thằng bé nói chuyện rất là vô tư, nhưng mà chúng ta thấy được điều gì trong đó? Chúng ta thấy phải là xem thử trước thì mưa nhỏ giọt, giọt sau giọt trước có sai gì, đúng không? Nó không biết gì hết á, nhưng mà mình làm nó thấy, mình nói nó nghe, nó nghe rồi nó lặp lại cái lời của mình thôi. Cho nên á, một sự giáo dục trong cái thế hệ trẻ là vô cùng quan trọng. Các vị đừng có giữ ngươi như vậy. Ở nhà gần nhà tôi ngày xưa đó có một cái gia đình đó dạy con hấp dẫn lắm. Cái thằng nhỏ này nó còn nhỏ, nó dễ thương thiệt. Cho nên gia đình cô cậu gì á, mẹ bà gì ai cũng thương hết. Nhưng mà thương quá thành ra dạy con nói bậy, nói kêu nó nói tầm bậy. Rồi mỗi lần cái vui muốn nói lên, nói đi con, cái nó nói ra cái súng nhau vỗ tay cười. Nó thấy thằng vậy là tốt quá rồi, thằng đã nói hoài. Bữa đó giận sao đánh nó, bà nội nó đánh nó, nó cũng nói cái câu đó với mặt bà nội. Như vậy tôi thấy rằng một sự giáo dục như vậy là không tốt. Nó nhỏ mà mình không kêu nó dạy cái này cái khác, lương thiện thánh thiện, mình đầu độc cho nó mấy cái từ ngữ mà không thanh bay, thì mai mốt nó đem cái câu đó nó xử xử với mình là chuyện bình thường. Mình làm hư con nhìn, mình làm hư cháu mình từ thuở nhỏ mà mình không hay, mà mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Người ta nói dạy con là dạy từ trong trứng nước, các vị thấy không? Người ta đã dạy từ lúc con còn mang, người mẹ mang thai kìa, đã dạy con rồi. Người ta đã dạy lúc mà mẹ mang thai phải tập nhìn những cái hình ảnh đẹp, nhất là nhìn Bồ Tát, nhìn Phật, tránh nhìn những cái sự kiện dữ dằn, nhìn cái những hình thô bỉ, tránh ăn những cái món ăn nó ảnh hưởng không tốt đến tâm tính của con người, tránh đi tham gia những cái trò chơi không hay. Để chi vậy? Để quân tập và bảo vệ, giữ gìn cho thai nhi một cách hạt giống tốt từ trong trứng nước. Cái này đằng này nó đã sinh ra đời rồi, không bảo trì cho nó bằng những ngôn từ tốt đẹp, mà dung bồi cho nó những cái ngôn từ xấu, những cái từ ngữ không hay, mà mình nghĩ là mình thương nó, rồi mình nghĩ nó nhỏ không sao đâu. Mình gieo cho nó vô lòng cái hạt giống đó thì lớn này, cái hạt giống nó có hạt giống thì nó phải trổ thôi. Rồi sau này khi nó lớn lên cái nó nói bậy, cái mình giả miệng đó, mình nói mày nói bậy, sao nhỏ nó nói mình không nói nó nói bậy, mình dạy nó, rồi giờ lớn lên cái nó nói mình nói nó nói bậy, mình dạy nó chứ ai, sao mình không giả miệng mình chứ.